Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ 6, đời Diêu Tần ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, dân chiếu dịch. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Tùy Hỷ Công Đức, thứ 18. Lúc bấy giờ, ngài Di Lặc Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ đó, đặng bao nhiêu phước đức? Liền nói kệ rằng: Sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này, nếu hai tùy hỷ đó, lại đặng bao nhiêu phước? Khi đó, Phật bảo ngài Di Lặc Đại Bồ Tát rằng: A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và người trí khác, hoặc lớn hoặc nhỏ, nghe kinh này mà tùy hỷ, rồi từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc thành ấp, đường xa, xóm làng, ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe, mà vì cha mẹ, tôn thân, thiện hữu tri thức, tùy sức diễn nói. Các người đó nghe rồi, tùy hỷ, lại đi chuyển dạy người khác. Người khác nghe rồi, cũng tùy hỷ, chuyển dạy xoay dần như thế đến người thứ 50. A Dật Đa, công đức tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân thứ 50 đó, ta nay nói ông phải lắng nghe. Nếu 400 muôn ức vô số thế giới có 6 đường chúng sanh trong 4 loài sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hoặc có hình, không hình, có tượng, không tượng, chẳng phải có tượng, chẳng phải không tượng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế, có người cầu phước tùy theo đồ ưa thích của chúng muốn, đều cung cấp cho đó. Mỗi mỗi chúng sanh cho các trân bảo tốt, vàng bạc lưu ly, sa cừ mã não, san hô hổ phách, đầy cải diêm phù đề và voi ngựa xe cộ, bãi báu làm thành những cung điện lầu gác vân vân. Vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ 80 năm rồi, mà nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích tùy theo ý muốn, nhưng chúng sanh này đều đã già suy, tuổi quá 80, tóc bạc, mặt nhăn, gần chết chẳng lâu. Ta phải dùng Phật pháp mà dạy bảo dìu dắt chúng. Liền nhóm chúng sanh đó tuyên bài pháp giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vui mừng, đồng thời đặng đạo Tu Đà Hoàng, đạo Tư Đà Hàm, đạo A Na Hàm, đạo A La Hán, dứt hết cả hữu lậu, với những thiền định sâu đều đặng tự tại, đủ 8 món giải thoát. Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị đại thí chủ đó đặng có nhiều chăng? Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sanh, công đức đã vô lượng rồi, huống là làm cho điều đặng quả A-la-hán. Phật bảo ngài Di Lặc: Ta nay rành rẽ nói cùng ông, người đó đem tất cả đồ vui thích
thí cho 6 đường chúng sanh trong 400 ức vô số thế giới, lại khiến đặng quả A-la-hán. Công đức của người đó đặng chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia, nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ, trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần, chẳng bằng một phần. Nhẫn đến tính đếm, thí dụ không thể biết được. A-dật-đa, người thứ 50 như thế, xoay dần nghe kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ còn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Huống là người tối sơ ở trong hội nghe kinh mà tùy hỷ, phước đó lại hơn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, không thể sánh đặng. Lại A Dật Đa, nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường, hoặc ngồi, hoặc đứng, trong chốc lát nghe nhận, nhờ công đức đó chuyển thân sanh ra đặng voi, ngựa, xe, cộ, kiểu cán bằng trân bảo, tốt đẹp, bậc thượng, và đặng ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sao lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe, hoặc chia chỗ cho ngồi? Công đức của người đó chuyển thân đặng chỗ ngồi của Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Dương, hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh Dương. A Dật Đa, nếu lại có người nói với người khác rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe, liền nhận lời bảo nhẫn đến nghe trong giây lát, công đức của người đó chuyển thân đặng với Đà La Ni Bồ Tát, sanh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí huệ trăm nghìn muôn đời, trọn chẳng ngọn câm, hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bệnh, miệng cũng không bệnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng, chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng xíu gãi, môi chẳng trớt, cũng chẳng rút túng, chẳng thô rít, chẳng ghẻ mục, cũng chẳng sức hư, cũng chẳng cong dẹo, chẳng dài, chẳng lớn, cũng chẳng đen nám, cũng không có các tướng đáng chê, mũi chẳng xẹp dẹp, cũng chẳng cong gãi, sắc mặt chẳng đen, chẳng hẹp dài, cũng chẳng hốm gãi, không có tất cả tướng chẳng đáng ưa, môi lưỡi răng nướu thải đều nghiêm tốt, mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đầy, mày cao mà dài, trán rộng bằng thẳng, tướng người đầy đủ, đời đời sanh ra thấy Phật, nghe pháp tin nhận lời giải bảo. A Dật Đa, ngươi hãy xem khuyên nơi một người khiến qua nghe pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe nói đọc tụng, lại ở trong đại chúng vì người phân biệt đúng như lời dạy mà tu hành. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu người trong pháp hội đặng nghe kinh điển này, nhẫn đến một bài kệ, tùy hỷ vì người nói, xoay dần giải như thế, đến người thứ 50, người rốt sao đặng phước, nay sẽ phân biệt đó, như có đại thí chủ cung cấp vô lượng chúng đầy đủ 80 năm, tùy ý chúng ưa muốn, thấy chúng tướng già suy, tóc bạc và mặt nhăn, răng thưa, thân khô gầy, nghĩ kia sắp phải chết,
ta nay phải nên dạy cho chúng đặng đạo quả. Liền vì phương tiện nói, pháp niết bàn chân thật, đời đều chẳng bền chắc, như bọt bóng ánh nắng. Các người đều nên phải mau sanh lòng nhàm lìa. Các người nghe pháp đố đều đặng A-la-hán, đầy đủ sáu thần thông, ba minh tám giải thoát, người 50 rốt sao. Nghe một kể tùy hỷ, người này phước hơn kia, không thể thí dụ đặng. Xoay dần nghe như thế, phước đó còn vô lượng, huống là trong pháp hội. Người tùy hỷ ban đầu, nếu có khuyên một người dắt đến nghe pháp qua, rằng kinh này rất màu, nghìn muôn kiếp khó gặp, liền nhận lời qua nghe. Nhẫn đến nghe giây lát, phước báo của người đó nay nên phân biệt nói. Đời đời miệng không bệnh, răng chẳng thưa vàng đen, môi chẳng dài teo theo, không khó tướng đáng chê, lưỡi chẳng khô đen ngắn, mũi cao lớn mà ngay, trán rộng và bằng thẳng, mặt mắt đều đoan nghiêm, được người thấy ưa mến, hơi miệng không hôi nhơ, mùi thơm bông ưu bát thường từ trong miệng ra. Nếu cố đến tăng phường muốn nghe kinh pháp hoa, giây lát nghe vui mừng, nay sẽ nói phước đó, sau sanh trong trời người, đặng voi ngựa xe tốt, kiểu cán bằng trân báu, cùng ở cung điện trời. Nếu trong chỗ giảng pháp khuyên người ngồi nghe kinh, nhân gì phước đó đặng, tòa thích phạm chuyển luân, huống là một lòng nghe, giải nói nghĩa thú kinh, đúng như pháp mà tu, phước đó chẳng lường đặng. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19. Lúc bấy giờ, Phật bảo Ngài Thường Tinh Tấn Đại Bồ Tát rằng: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ đặng 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm sáu căn đều được thanh tịnh. Thiện nam tử và thiện nữ nhân đó, nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sanh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, trong ngoài có những núi, rừng, sông, biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đảnh, cũng thấy tất cả chúng sanh trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo chỗ sanh ra thảy đều thấy biết. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu người ở trong chúng dùng tâm không sợ sệt nói kinh pháp hoa này, ông nghe công đức đó, người đó đặng 800 công đức thù thắng nhãn, do dùng đây trang nghiêm, mắt kia rất thanh tịnh, mắt thịt cha mẹ sanh, thấy cả cõi tam thiên, trong ngoài núi Di Lâu, núi Tu Di, Thiết Vi và các núi rừng khác,
biển lớn, nước sông ngòi, dưới đến ngục A Tỳ, trên đến trời Hữu Đảnh, chúng sanh ở trong đó tất cả đều thấy rõ. Dầu chưa đặng thiên nhãn, sức nhục nhãn như thế. Lại nữa thường tinh tấn, nếu người thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc biên chép, hoặc giải nói, đặng 1.200 nhĩ công đức, dùng tai thanh tịnh đó nghe khắp cõi tam thiên đại thiên, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời Hữu Đảnh, trong ngoài các thứ lời lẽ dòng tiếng, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trâu, tiếng khóc la, tiếng buồn than, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đáng ưa, tiếng chẳng đáng ưa, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng già xoa, tiếng càng thác bà, tiếng A-tu-la, tiếng ca lầu la, tiếng khẩn na la, tiếng ma hầu la già, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sanh, tiếng ngạ quỷ, tiếng tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thanh văn, tiếng bích chi Phật, tiếng Bồ Tát, tiếng Phật. Nói tóm đó, trong cõi tam thiên đại thiên, tất cả trong ngoài có các thứ tiếng, dầu chưa đặng thiên nhĩ, dùng tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sanh, thảy đều nghe biết, phân biệt các thứ tiếng tâm như thế mà chẳng hư nhĩ căn. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: tai cha mẹ sanh ra, trong sạch không đục nhơ, dùng tai thường này nghe cả tiếng cõi tam thiên, tiếng voi ngựa trâu xe, tiếng chung linh loa cổ, tiếng cầm sắt không hầu, tiếng ống tiêu, ống địch, tiếng ca hay thanh tịnh, nghe đó mà chẳng ham, tiếng vô số giống người, nghe đều hiểu rõ đặng. Lại nghe tiếng các trời, tiếng ca rất nhiệm màu, và nghe tiếng trai gái, tiếng đồng tử, đồng nữ, trong núi sông hang hiểm, tiếng ca lăng tần già, cộng mạng các chim thải, đều nghe tiếng của nó, địa ngục các đau đớn, các thứ tiếng độc khổ, ngạ quỷ, đói khát bức, tiếng tìm cầu uống ăn, các hàng A-tu-la ở nơi bên biển lớn, lúc cùng nhau nói năng, vang ra tiếng tâm lớn. Như thế người nói pháp an trụ ở trong đây, xa nghe các tiếng đó mà chẳng hư nhĩ căn. Trong cõi nước mười phương, cầm thú kêu hô nhau, người nói kinh pháp hoa ở đây đều nghe đó. Trên các trời phạm thiên, Quan Âm cùng biến tịnh, nhẫn đến trời Hữu Đảnh, tiếng tâm của kia nói, pháp sư ở nơi đây, thải đều đặng nghe đó. Tất cả chúng tỳ kheo và các tỳ kheo ni, hoặc đọc tụng kinh điển, hoặc vì người khác nói, pháp sư ở nơi đây, thải đều đặng nghe đó. Lại có các Bồ Tát đọc tụng nơi kinh pháp, hoặc vì người khác nói, soạn tập giải nghĩa kinh, các tiếng tâm như thế, thải đều đặng nghe đó. Các Phật đấng đại thánh giáo hóa hàng chúng sanh ở trong các đại hội, diễn nói pháp nhiệm màu, người trì pháp hoa này, thải đều đặng nghe đó. Cõi tam thiên đại thiên, các tiếng tâm trong ngoài, dưới đến ngục A Tỳ, trên đến trời Hữu Đảnh, đều nghe tiếng tâm kia mà chẳng hư nhĩ căn, vì tai kia sáng lẹ, đều hay phân biệt biết. Người trì kinh pháp hoa, dầu chưa đặng thiên nhĩ, chỉ dùng tai sanh ra, công đức đã như thế. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, trọn nên 800 tỷ công đức,
dùng tỷ căn thanh tịnh đó nghe khóc gọi tam thiên đại thiên trên dưới trong ngoài các thứ mùi, mùi bông tu mạng na, mùi bông xà đề, mùi bông mạc lợi, mùi bông chim bạc, mùi bông ba la la, mùi bông sen đỏ, mùi bông sen xanh, mùi bông sen trắng, mùi cây có bông, mùi cây có trái, mùi chiên đàn, mùi trầm thủy, mùi đa ma la bạc, mùi đa già la, đến trăm nghìn thứ hòa lộn, hoặc là bột, hoặc là viên, hoặc là hương xoa, người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt. Và lại rõ biết mùi chúng sanh, mùi voi, mùi ngựa, mùi dê, trâu, vân vân, mùi trai, mùi gái, mùi đồng tử, mùi đồng nữ, và mùi cỏ cây lùm rừng, hoặc gần hoặc xa, bao nhiêu thứ mùi có ra, thải đều đặng nghe rõ biết chẳng lầm. Người trì kinh này giàu ở nơi đây cũng nghe mùi trên các cõi trời, mùi cây ba lợi chất đa la, mùi cây câu bệ đà la, cùng mùi bông mạng đà la, bông đại mạng đà la, bông mạng thù sa, bông đại mạng thù sa, mùi gỗ chiên đàn, trầm thủy, các thứ hương bột, mùi các hoa đẹp, các thứ hương trời như thế, hòa hiệp, thoảng ra mùi thơm, đều nghe biết. Lại nghe mùi nơi thân của các vị trời, mùi của Thích Đề Hoàng Nhơn lúc ở trên thắng điện, năm món dục vui chơi, hoặc mùi lúc ở trên diệu pháp đường vì các vị trời đao lợi nói pháp, hoặc mùi lúc vào chơi trong vườn, cùng mùi nơi thân của các vị trời nam nữ khác, thải đều xa nghe biết. Xoay vần như thế, nhận đến trời phạm thế, trên đến mùi nơi thân các vị trời hữu đảnh, cũng đều nghe biết. Và nghe mùi hương của các vị trời đốt, và mùi thanh văn, mùi bích chi Phật, mùi Bồ Tát, mùi nơi thân các Đức Phật, cũng đều xa nghe biết chỗ ở của đó. Dầu nghe biết hương ấy, nhưng nơi tỷ căn không hư không sai, nếu muốn phân biệt vì người khác nói, ghi nhớ không lầm. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: người đó mũi thanh tịnh ở trong thế giới này, hoặc vật thơm hoặc hôi, các thứ đều nghe biết. Tu mạng na xà đề, đa ma la chiên đàn, trầm thủy và mùi quế, mùi các thứ bông trái, và biết mùi chúng sanh, mùi nam tử nữ nhân, người nói pháp ở xa, nghe mùi biết chỗ nào, đại thế chuyển luân vương, tiểu chuyển luân và con, bày tôi các cung nhân, nghe mùi biết chỗ nào, trân bửu đeo nơi thân, cùng tạng báo trong đất, bửu nữ của luân vương, nghe hương biết chỗ nào, mọi người đồ nghiêm thân, y phục và chuỗi ngọc, các thứ hương xoa thân, nghe mùi biết thân kia. Các trời hoặc đi ngồi, vào chơi và thần biến, người trì pháp hoa này, nghe mùi đều biết đằng. Các cây bông trái hột và mùi thơm dầu tô, người trì kinh ở đây đều biết ở chỗ nào, các núi chỗ sâu hiểm. Cây chiên đàn nở hoa, chúng sanh ở trong đó, nghe mùi đều biết đằng. Núi Thiết Vi biển lớn, các chúng sanh trong đất, người trì kinh nghe mùi đều biết đó ở đâu. Trai gái A-tu-la và quyến thuộc của chúng lúc đánh cãi vào chơi, nghe hương đều biết đặng. Đồng trống chỗ hiểm trở, sư tử voi hùm sói, bò rừng trâu nước thải, nghe hương biết chỗ ở. Nếu có người ngán chữa, chưa rõ trai hay gái, không căn và phi nhân, nghe mùi đều biết đặng. Do vì sức nghe mùi, biết người mới ngán chữa, thành tựu hay chẳng thành, an vui đẻ con phước. Do vì sức nghe mùi, biết tâm niệm trai gái, lòng nhiễm dục ngu hờn, cũng biết người tu hành, các phục tàng trong đất, vàng, bạc, cát trân bửu.
đồ đồng chỗ đừng chứa, nghe mùi đều biết được. Các thứ chuỗi ngọc báo không ai biết giá mấy, nghe mùi biết mắc rẻ, chỗ sản xuất ở đâu. Các thứ hoa trên trời, mạn đà, mạn thù sa, cây ba lời chất đa, nghe mùi đều biết được. Các cung điện trên trời, thượng, trung, hạ, sai khác, các hoa báo trang nghiêm, nghe hương đều biết được. Thắng điện vườn rừng trời, các nhà diệu pháp đường, ở trong đó vui chơi, nghe mùi đều biết được. Các trời hoặc nghe pháp, hoặc lúc hưởng ngũ dục, lại qua đi ngồi nằm, nghe mùi đều biết được. Thiên nữ mặc y phục hoa hương tốt trang nghiêm, lúc quanh khắp vào chơi, nghe mùi đều biết được. Lần lựa lên như thế, nhận đến trời phạm thế, nhập thiền cùng xuất thiền, nghe mùi đều biết được. Trời Quán Âm biến tịnh, nhận đến nơi hữu đảnh, mới sanh và lui chết, nghe hương đều biết được. Các hàng tỳ kheo chúng, nơi pháp thường tinh tấn, hoặc ngồi hoặc kinh hành và đọc tụng kinh điển, hoặc ở dưới rừng cây chuyên rồng mà ngồi thiền, người trì kinh nghe mùi đều biết ở tại đâu. Bồ Tát chí bền chắc, ngồi thiền hoặc đọc tụng, hoặc vì người nói pháp, nghe mùi đều biết được. Nơi nơi chỗ Thế Tôn được mọi người cung kính, thương chúng mà nói pháp, nghe mùi đều biết được. Chúng sanh ở trước Phật, nghe kinh đều vui mừng, đúng pháp mà tu hành, nghe mùi đều biết đặng. Dầu chưa đặng vô lậu, pháp sanh tỷ Bồ Tát, mà người trì kinh đây, trước đặng tướng mũi này. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, đặng 1200 thiệt công đức. Những món hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon, hoặc dở, và các vật đắng chát ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngon như vị cam lồ trên trời, không món nào là chẳng ngon. Nếu dùng thiệt căn đó ở trong đại chúng nói pháp, có chỗ diễn nói ra tiếng sâu màu, có thể vào tâm chúng, đều làm cho vui mừng, sướng thích. Lại các vị thiên tử, thiên nữ, các trời, thích, phạm, nghe tiếng tâm tham diệu này, diễn nói ngôn luận thứ đệ, thải đều đến nghe. Và các hàng long, long nữ, già xoa nữ, càng thác bà nữ, Atula, Atula nữ, ca lầu la nữ, khẩn na la nữ, ma hầu la già nữ, vì để nghe pháp mà đều đến gần gũi, cung kính, cúng dường. Và tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, quốc vương, vương tử, quần thần, quyến thuộc, tiểu chuyển luân vương, đại chuyển luân vương, bãi báo nghìn người con, cùng quyến thuộc trong ngoài, ngồi cung điện đồng đến nghe pháp. Vì vị Bồ Tát này khéo nói pháp, nên hàng bà la môn, cư sĩ, nhân dân trong nước trọn đời theo hầu cúng dường. Lại các thanh văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, các đức Phật thường ưa thấy người đó. Người đó ở chỗ nào, các đức Phật đều xoay về phía đó nói pháp. Người đó đều hay thọ trì tất cả Phật pháp, lại có thể nói ra tiếng pháp sâu màu. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: người đó lưỡi thanh tịnh, trọn không thọ vị xấu. Người đó ăn uống chi đều biến thành cam lộ, dùng tiếng hay thanh tịnh ở trong chúng nói pháp, đem các nhân duyên dụ dẫn dắt lòng chúng sanh. Người nghe đều vui mừng, bài đồ cúng dường tốt. Các trời rồng già xoa cùng A Tu La thảy đều dùng lòng cung kính mà đồng đến nghe pháp.
Người nói kinh pháp đó nếu muốn dùng tiếng mầu khắp cùng cõi tam thiên tùy ý liền được đến. Đại tiểu chuyển luân vương và nghìn con quyến thuộc chắp tay lòng cung kính, thường đến nghe thọ pháp. Các trời rồng già xoa, la sát, tỳ xá xà cũng dùng lòng vui mừng, thường ưa đến cúng dường. Phạm thiên vương, ma vương, tự tại, đại tự tại, các chúng trời như thế thường đến chỗ người đó. Các Phật cùng đệ tử nghe người nói tiếng pháp, thương nhớ giữ gìn cho, hoặc lúc vì hiện thân. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, đặng 800 thân công đức, đặng thân thanh tịnh như lưu ly sạch chúng sanh ưa thấy. Vì thân đó trong sạch nên chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên, lúc sanh, lúc chết, trên dưới, tốt xấu, sanh chỗ lành, chỗ dữ, vân vân, đều hiện rõ trong đó. Và núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu, vân vân, các núi cùng chúng sanh ở trong đó đều hiện rõ trong thân. Dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, cảnh vật cùng chúng sanh đều hiện rõ trong thân. Hoặc là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cùng chư Phật nói pháp đều hiện sắc tượng ở trong thân. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu người trì pháp Hoa, thân thể rất thanh tịnh như lưu ly sạch kia, chúng sanh đều ưa thấy, lại như gương sáng sạch, đều thấy các sắc tượng. Bồ Tát nơi tình thân thấy cả vật trong đời, chỉ riêng mình thấy rõ, người khác không thấy được. Trong cõi nước tam thiên, tất cả các chúng sanh, trời người, A-tu-la, địa ngục, quỷ, súc sanh, các sắc tượng như thế đều hiện rõ trong thân. Cung điện của các trời nhận đến trời hữu đảnh, núi Thiết Vi, Di Lâu, núi Maha Di Lâu, các biển lớn nước thải đều hiện ở trong thân. Các Phật cùng Thanh Văn, Phật tử Bồ Tát thải, hoặc riêng hoặc tại chúng, nói pháp thải đều hiện, dầu chưa đặng diệu thân, pháp tánh sạch các lậu, dùng thân thanh tịnh thường, tất cả hiện trong đó. Lại nữa, thường tinh tấn, sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, thời đặng 1200 ý công đức, dùng ý căn thanh tịnh đó nhẫn đến nghe một kệ, một câu suốt thấu vô lượng vô biên nghĩa, hiểu nghĩa đó rồi có thể diễn nói một câu một kệ đến một tháng, bốn tháng, nhẫn đến một năm. Các pháp nói ra tùy nghĩa thú kia đều cùng thật tướng, chẳng trái nhau. Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp nuôi sống vân vân đều thuận chánh pháp. Sáu đường chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên, lòng nghĩ tưởng, lòng động tác, lòng hí luận, thải đều biết đó. Dầu chưa đặng trí huệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh như thế, người đó có suy nghĩ, tính lường, nói năng những chi, thời đều là Phật pháp cả, không có gì là chẳng chân thật, cũng là lời trong kinh của các Phật thuở trước nói. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: ý người đó thanh tịnh, sáng lanh, không đục nhơ, dùng ý căn tốt đó, biết pháp thượng trung hạ, nhẫn đến nghe một kệ, thông đạt vô lượng nghĩa. Thứ đệ nói đúng pháp, tháng, bốn tháng đến năm, trong ngoài của cõi này, tất cả các chúng sanh, hoặc trời, rồng và người, già xoa, quỷ, thần thải kia ở trong sáu đường, nghĩ tưởng bao nhiêu điều, phước báo trì pháp Hoa, đồng thời thải đều biết,
vô số Phật mười phương, trăm phước tướng trang nghiêm, vì chúng sanh nói pháp đều nghe hay thọ trì, suy gẫm vô lượng nghĩa, nói pháp cũng vô lượng, sao trước chẳng quên lộn. Bởi thọ trì pháp hoa, trọn biết các pháp tướng, theo nghĩa rõ thứ đệ, suốt danh tự ngữ ngôn. Như chỗ biết diễn nói, người đó có nói ra là pháp của Phật trước. Vì diễn nói pháp này, ở trong chúng không sợ. Người trì kinh pháp hoa, ý căn tịnh như thế, dầu chưa đặng vô lậu, trước có tướng dường ấy. Người đó trì kinh này, an trụ bậc hy hữu, được tất cả chúng sanh vui mừng mà mến kính, hay dùng nghìn muôn ức lời lẽ rất hay khéo, phân biệt mà nói pháp bởi trì kinh pháp hoa.